Trong buổi họp báo thông tin vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, do Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức vào ngày 12 tháng 8. Phóng viên có đặt câu hỏi trước khi thực hiện việc cắt phá khóa cổng, lực lượng công an có thông báo cho bà Trần Kim Phương, chủ lô đất TH1 hay không, thì Trung tá Dương Quang Thuận, trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết. Liên quan đến nội dung là có điện cho chị Phương hay không, thì tôi xin trả lời đồng ý giải báo là khi bị khóa, lực lượng công an phường cùng công an quận có xuống để thông tin trực tiếp cho chị Phương. Gọi cho chị Phương thì tôi nghe đồng chí Khánh, phó công an phường, tôi báo cáo là lúc đây chị đang làm việc ở tòa. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi nội dung trao đổi cụ thể sự việc là gì thì Trung tá Thuận cho biết. Thế này thì hiện nay thì anh em tôi chỉ nói chung, vì thực tế tôi cũng không là người trực tiếp trao đổi với chị Phương. Cái đồng chí hỏi thế thì tôi chỉ biết hiện nay là có cái việc đồng chí Khánh, phó công an phường, tôi điện cho đồng mời đồng chí Phương mà. Trao đổi với bà Trần Kim Phương về nội dung này, được biết cuộc gọi của đồng chí Khánh, phó trưởng công an phường Cổ Nhuế 1 không hề thông báo hay thuyết phục bà Phương cho mở cổng để công an giải cứu con tin, mà cuộc gọi đó chỉ để hẹn gặp bà Phương về lô đất TH1 làm biên bản về việc chuyển camera. Sáng ngày 28, tôi đang làm việc ở trên tòa án quận Bắc Từ Liêm cùng với Lê Thị Bích Dung và Lê Văn Giàng Vàng, thì tự nhiên khoảng 9 giờ hơn thì tôi thấy là có anh Khánh, phó công an phường Cổ Nhuế, gọi điện cho tôi, nói rằng là muốn mời tôi về dưới này để làm cái biên bản về cái việc mà lắp hệ thống camera. Thế thì tôi có nói là tôi đang lại ở trên tòa án, một tiếng nữa tôi về. Thế thì sau đó anh Thắng bảo, anh Khánh nói là bao giờ chị về chị gọi điện cho em. Thế mà tôi bảo ok. Qua đây có thể khẳng định, việc Trung tá Dương Quang Thuận, trưởng công an phường Cổ Nhuế 1 nói có thông tin cho bà Phương về việc giải cứu con tin tại lô đất TH1 là không có cơ sở. Vì cuộc gọi của đồng chí Khánh, phó trưởng công an phường Cổ Nhuế 1 gọi cho bà Phương lúc chưa xảy ra sự việc, thì làm sao công an biết được có bắt giữ người mà thông tin cho bà Phương?